Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 96. Nhưng chắc chắn không thể kiên trì được quá lâu, muốn Thái Dương Tông tiếp tục phát triển, tôi có một cách. Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, cách gì? Tôn Thiến nói tận dụng sở trường của mọi người, hành nghề y, đan dược, giải độc, chế độc, trận pháp, luyện khí. Sau khi hình thành quy mô, chúng ta có thể mở công ty giao dịch, ngành bán đấu giá, đan cát, dược lầu. Cứ tiếp tục như vậy, cơ nghiệp vững chắc, người cấp cao tăng thực lực, lấy cảnh giới uy áp. Chỉ có như vậy, Thái Dương Tông mới có thể đứng ở thế bất bại. Cô ta nói hết một lần. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tôn Thiến. Trong ánh mắt mang theo niềm vui hân hoan. Ban đầu mọi người đều nghĩ, Tôn Thiến chỉ là bình hoa ngực to không não. Theo mọi người thấy, cô ta chẳng qua chỉ là hồng nhan chi kỷ sinh cho Diệp Bắc Minh một cô con gái thôi. Bây giờ xem ra, tuy cô gái này tu võ không ổn, nhưng trí tuệ đúng là hơn người. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, mọi người thấy thế nào? Thiên Nhận Băng gật đầu, Tôn Thiến nói đúng, tôi ủng hộ. Tôi cũng ủng hộ, tôi có thể chế độc. Ủng hộ tôi luyện đan khá được, có thể giúp luyện đan. Tôi học được đạo trận pháp ở chỗ sư phụ, cũng có thể giúp. Mấy vị sư tỷ đều lên tiếng. Đạm Đài Yêu Yêu thắc mắc, nhưng, chúng ta bắt đầu ở đâu? Chẳng lẽ hành y, giải độc, trị thương ở Thái Dương Tông? Mọi người lại nhìn sang Tôn Thiến. Tôn Thiến tỏ vẻ mặt nghiêm túc, các công ty của xã hội hiện đại thông thường đều mở ở thành phố lớn phát triển tốt nhất. Thành phố tốt nhất thần giới ở đâu, chúng ta sẽ đến đó. Vương Yên Nhi lên tiếng nói, cô nói là thành phố thần phải không? Thành phố thần. Mọi người nhìn qua. Vương Yên Nhi gật đầu, quy mô dân số của thành phố thần vượt quá 1 tỷ, hơn vạn dặm. Trong thành có 30% võ giả, 70% người phàm. Các đại tông môn đều có sản nghiệp ở thành phố thần, không giấu mọi người nhà họ Vương cũng có mấy cửa hàng ở thành phố thần. Chỉ là kinh doanh không giỏi không bằng những tông mô đó, sắp phải đóng cửa rồi. Nếu cậu Diệp cần, cửa hàng của nhà họ Vương có thể để Thái Dương Tông sử dụng. Diệp Bắc Minh quyết định, đã như vậy, thì ở thành phố thần. Sau khi mọi người giải tán, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, cậu thực sự muốn phát triển Thái Dương Tông sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc. Một lát sau mới chậm rãi hỏi, cậu suy nghĩ thế nào? Diệp Bắc Minh trầm ngâm nói, tiểu tháp, hình như bên cạnh tôi càng lúc có càng nhiều người. Và họ cũng càng ngày càng gặp nguy hiểm. Tôi không thể nào lập tức xuất hiện mỗi lần họ gặp nguy hiểm. Rèn sắt còn cần cứng rắn, các sư tỷ của tôi có thiên phú không kém, chỉ là tôi tiến bộ quá nhanh đã che lấp hào quang của họ. Hơn nữa tôi đã đồng ý với sư phụ Lâm Huyền Phong phát triển Thái Dương Tông rạng rỡ. Chỉ cần Thái Dương Tông có đủ thực lực, chắc chắn có thể bảo vệ sư tỷ, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt, Nhược Giai và mọi người. Cho dù sau này tôi không ở thần giới, Thái Dương Tông cũng có thể bảo vệ họ chu toàn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng nhạy cảm, không ở thần giới. Cậu định đến giới U Minh ư? Diệp Bắc Minh nghiêm trọng gật đầu, quả nhiên không có gì giấu được ông. Bố mẹ tôi có thể bị người ta bắt giữ ở giới U Minh, cho dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Làm con, sao có thể để bố mẹ đứng dưới nguy hiểm? Tôi định cho Thái Dương Tông đứng vững xong sẽ đến giới U Minh một chuyến. Cùng lúc đó ở nhà họ Vương, công chúa Điện Hạ, Yên Nhi chưa về thật. Vương Tư Đạo tỏ vẻ mặt bất lực, cho dù cô hỏi tôi trăm lần, tôi cũng không biết. Các võ giả qua lại nhìn thấy hai bức hoành này, đều dừng bước chân. Chỉ cần là thế lực của thần giới, gần như đều có sản nghiệp trong thành phố thần. Ngày đầu tiên khai trương treo tấm biển như này, há chẳng phải là đánh vào mặt tất cả mọi người. Tin tóc giống như mọc chân, nửa canh giờ đã truyền đi khắp cả thành phố thần. Lập tức điều tra cho tôi. Một vài lãnh đạo cấp cao của tông môn hạ lệnh. Rất nhanh tin tức truyền về, trưởng lão, nói ra thì chắc chắn mọi người sẽ kinh hãi nổ con mắt. Thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y này đều là sản nghiệp của Thái Dương Tông. Nghe nói là Vương Yên Nhi. Con gái cậu nhà họ Vương dẫn đầu, Tông Diệp Bắc Minh đưa 9 vị sư tỷ đích thân tọa chấn. Cái gì, Diệp Bắc Minh, lại là tên nhóc đói. Trong cơ thể hắn có 148 chiếc xương chí tôn, liên minh diệt diệp còn đó, hắn còn đắc tội với thiên sát môn, tên nhóc này lại dám rời khỏi tông môn. Hắn điên rồi sao, đúng là không sợ chết. Đi,
đi xem sale. Một vài thế lực nghe thấy tin tức này, tất cả đều ngồi không yên. Ở bên khác, một ông lão mau chóng đi đến, quỳ một chân trước Sở Dĩnh Nhi, công chúa điện hạ, tin tức mới nhất, cô Yên Nhi xuất hiện ở thành phố thần. Đi, đến thành phố thần, Sở Dĩnh Nhi dẫn người mau chóng đến thành phố thần, gần như cùng lúc ở trấn hồn tông. Kẻ này đã giết tông chủ, lại còn dám ngang nhiên khởi nghiệp ở thành phố thần. Muốn chết hả? Đi, giết kẻ này báo thù cho tông chủ. Còn mở một y quán, một cửa hàng đan dược. Lão tổ nhà họ Ngư cau chặt mày, trầm mặc một lát xong nhả ra một câu, cậu ta muốn xây dựng chỗ đứng. Xây dựng chỗ đứng. Ngư Thất Tình ngẩn người, đã lúc này rồi, không khiêm tốn làm người, lại còn muốn xây dựng chỗ đứng. Đúng thế. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, không phá không lập, tên nhóc này không đơn giản. Bao nhiêu nguy hiểm diệt vong như vậy mà cậu ta cũng tránh được, nếu lần này cậu ta bùng nổ nổi tiếng ở thành phố thần. Thực sự thực hiện được thiên hạ đệ nhất y, thiên hạ đệ nhất đan, không chừng Thái Dương Tông thực sự có chỗ đứng rồi. Những thế lực này muốn tiêu diệt Thái Dương Tông, sợ rằng không đơn giản như vậy. Ngư Thất Tình không hiểu, lão tổ, chẳng phải ông nói cậu Diệp sẽ chết chắc sao? Thái Dương Tông diệt vong chắc rồi sao? Phải, mà cũng không phải. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, rồi lại lắc đầu, nếu cậu ta hoàn toàn đứng vững, Thái Dương Tông sẽ như rồng gặp nước. Từ đây không thể xử lý. Đi, chúng ta cũng đi góp vui hôm đó, thành phố thần chấn động. Sáng sớm đường phố bên ngoài bị bao vây chật kín, trong ánh mắt rất nhiều võ giả mang theo hàn ý băng lạnh. Nhìn chằm chằm hai cánh cửa trước mặt. Nếu không phải vì quy tắc của thành phố thần, sợ rằng những người này sớm đã xông vào cắn xé Diệp Bắc Minh rồi. Vương Yên Nhi nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài người đông nghìn nghịt, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Cậu Diệp, bên ngoài nhiều người đến quá. Cậu nên nghe tôi, không nên dùng tấm biển như này. Trong lòng Vương Yên Nhi áp lực cực lớn. Nếu ngày đầu tiên khai trương đã không trụ nổi, tất cả sẽ đều tốn công vô ích. Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế thái sư, mấy vị sư tỷ xếp thành hàng dài. Các cô gái phong tình đứng phía sau anh, giống như từng cô vợ nhỏ kiều diễm. Diệp Bắc Minh bình thản, đã muốn làm, thì phải làm thật vang dội. Chỉ cần hôm nay chúng ta đứng vững thành công, sau này không ai có thể lay động được căn cơ của Thái Dương Tông chúng ta. Đã đến giờ, chín vị sư tỷ, cùng đệ mở cửa kinh doanh nào. Ra rồi ư. Ánh mắt của tất cả đám người Trấn Hồn Tông, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ đều nhìn sang Diệp Bắc Minh. Anh ta chính là tông chủ của Thái Dương Tông, chẳng phải là Diệp Phong sao? Ở một góc nào đó trong đám đông, Sở Dĩnh hơi thất vọng. Diệp Bắc Minh đứng ở trước cửa y quán và đan các, ánh mắt lướt nhìn đám đông một lượt. Lúc đi qua Ngư Thất Tình, cô ta liền mỉm cười gật đầu với Diệp Bắc Minh. Chỉ tiếc là... Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trực tiếp lướt qua, giống như nhìn người qua đường. Ngư Thất Tình hơi thất vọng, liền sau đó. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, thiên hạ đệ nhất y, tất cả mọi bệnh nan y phức tạp đều được chữa khỏi bằng kim châm. Thiên hạ đệ nhất đan, bất kỳ đan dược phẩm cấp nào, tự chuẩn bị phương thuốc và dược liệu, mang đến cửa hàng 100% thành đan. Hôm nay chính thức khai trương, hoan nghênh các vị đến chơi. Tự tin tuyệt đối. Vừa dứt lời, đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Bắc Minh, cậu thực sự còn không biết cả ngày chết của cậu Hải. Giết tông chủ của Trấn Hồn Tông tôi, hôm nay còn dám ở đây làm mất mặt. Có giỏi thì theo lão phu đến đài võ đạo thành phố thần, lão phu kim qua quyết một trận sống chết với cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào một ông lão khô gầy của Trấn Hồn Tông. Cả hiện trường tĩnh lặng. Khí tức cảnh giới thần tôn đỉnh phong bùng phát. Khiến mỗi một người ở hiện trường đều có cảm giác khó thở. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ, ân oán giữa Trấn Hồn Tông và tôi sớm muộn cũng có ngày thanh toán sạch sẽ, nhưng không phải hôm nay. Bệnh nhân mà tôi đưa đến, chắc chắn có thể chữa được. Chỉ là không biết y thuật của tên nhóc này có được hay không. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cần không phải là người chắc chắn sẽ chết, Diệp Bắc Minh tôi có thể cứu được. Đợi đã. Kim Qua lắc đầu. Ông còn có vấn đề gì? Diệp Bắc Minh cau mày. Trong ánh mắt Kim Qua lóe lên tia lạnh, Diệp Tông Chủ, nếu cậu thua, chỉ dỡ tấm biển hiệu có phải quá lợi cho cậu không? Chỉ bằng chúng ta đánh cược thêm, thế nào? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, ông muốn cược thế nào?
Đôi mắt Kim Qua trầm xuống, nhả ra hai chữ cược mạng. Nếu lão phu thua, mặc cho Diệp Tông Chủ lấy đi mạng của lão phu. Nếu Diệp Tông Chủ thua, hy vọng Diệp Tông Chủ tự vẫn trước mặt tất cả mọi người, và giao ra tất cả xương chí tôn trong cơ thể. Cái gì? Vẻ mặt chín vị sư tỷ thay biến sắc, tiểu sư đệ, đừng đồng ý với ông ta. Vương Yên Nhi gật đầu theo, cậu Diệp, kẻ này không có ý tốt, chẳng may ông A mang đến một kẻ bệnh kỳ lạ cực kỳ hiếm thấy thì làm thế nào? Diệp Bắc Minh, vậy mà đã sợ rồi à? Nếu cậu không được thì đóng cửa cút đi, Kim Qua tỏ vẻ mặt khiêu khích. Diệp Bắc Minh cười, được, chúng ta cược mạng. Tiểu sư đệ, chín vị sư tỷ và Vương Yên Nhi kinh sợ. Đồng tử của mọi người co lại, chơi lớn quá rồi. Lão Tổ, ông nói xem cậu Diệp có hy vọng chiến thắng không, Ngư thất tình. Lão Tổ nhà họ Ngư suy nghĩ một lát, lắc đầu, không biết. Nhưng tôi đã tìm hiểu lão quái Kim Qua, kẻ này tâm tư rất nặng. Không nắm chắc phần thắng thì sẽ không mang tính mạng của mình ra mạo hiểm. Vừa lên là bùng nổ xôn xao, cho dù y thuật của Diệp Bắc Minh có nghịch thiên đi nữa, cũng không thể nào chữa được cho người thiên mạch. Mọi người kích động bàn tán, Ngư thất tình nhìn mà chố mắt, nhìn thế nào cũng là tình huống chết chắc. Lão Tổ nhà họ Ngư lắc đầu, số mệnh của kẻ này đã tận rồi. Thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, Kim Qua cười quái dị một tiếng, Diệp Tông Chủ, là cậu tự vẫn, hay là lão phu giúp cậu đây? Lục Tuyết Kỳ dựng đứng lông mày, người thiên mạch không thể tính được, rõ ràng là ông dở trò. Kim Qua cười, ai nói người thiên mạch không thể tính? Trong tay lão phu có sách cổ đã ghi lại, lão tổ nhà họ Vạn năm đó chính là một người thiên mạch. Đúng thế. Một ông lão nhà họ Vạn lên tiếng, lão tổ đời thứ nhất của nhà họ Vạn, đúng là người thiên mạch. Sau này, lão tổ được cao nhân cứu chữa, phá vỡ thiên mạch trở thành võ giải. Ánh mắt Kim Qua sắc bén, nghe thấy rồi chứ. Người thiên mạch không phải không thể chữa, mà là y thuật của Diệp Bắc Minh không được. Tôi thấy tấm biển thiên hạ đệ nhất y này nên dỡ xuống đi thôi. Nói xong, Kim Qua móc 5 ngón tay, tóm về phía tấm biển thiên hạ đệ nhất hồ. Khoan đã! Kim Qua dừng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, cậu nhóc, cậu còn muốn dẫy dụa sao? Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, ai nói người thiên mạch không thể cứu? Anh bước ra một bước, giống như thiên y hạ phàm. Trực tiếp xuất hiện trước người thiếu niên thiên mạch đó. Giáng một trưởng xuống. Xoẹt! Chiếc áo của người thiếu niên rách tung, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Diệp Bắc Minh lật cổ tay, cắm 13 cây kim châm vào cơ thể của thiếu niên. Một cảnh không thể tưởng tượng diễn ra, cơ thể máu thịt của thiếu niên lại trở nên trong suốt. Một đường chân nguyên chui vào trong cơ thể của người thiếu niên thiên mẹ chi. Âm thanh, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, vang lên liên tiếp, tiếng gì vậy? Mọi người nghi hoặc, mau nhìn xem. Có người chỉ vào cơ thể của thiếu niên thiên mạch. Mọi người đều nhìn qua, tất cả đều trố mắt há hốc miệng, hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ thấy, hai mạch nhâm đốc hóa đá trong cơ thể thiếu niên thiên mạch đứt rời từng đoạn, hóa thành bột vụn, lộ ra một đường kinh mạch màu vàng nhỏ bằng sợi tóc ở sâu trong mạch đáy. Đó là cái gì? Kinh mạch, vãi, trong cơ thể thiếu niên này có kinh mạch. Mọi người lập tức ồ lên. Diệp Bắc Minh lại điểm ra một cái. Một luồng chân nguyên ngưng tụ. Thông qua hai mạch nhâm đốc, hội tụ ở trong đan điền của thiếu niên thiên mạch. Đan điền sáng lên, đây là hiện tượng kích thích sự sống. Nhìn thấy cảnh này, Kim Qua cũng sợ giật mình. Sắc mặt ông ta rất khó coi, nằm mơ cũng không ngờ bên trong kinh mạch hóa đá trong cơ thể người thiên mạch lại có một đường kinh mạch. Lão Tổ, anh ta lại chữa khỏi được cho người thiên mạch, Ngư thất tình mở o đôi mắt, đúng là không dám tin. Lão Tổ nhà họ Ngư giật lông mày, suýt nữa lồi cả con ngươi, chẳng lẽ tên nhóc này thực sự có số phận nghịch thiên? Kim trưởng lão, xem ra tôi thắng rồi. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, người thiên mạch đã được chữa khỏi, mạng của ông là của tôi rồi. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái khiên chắn màu vàng. Rắc rắc, trận pháp tan vỡ. Bằng, khiên chắn màu vàng nứt nổ. Đừng, cuối cùng Kim Qua hoảng loạn. Dừng tay. Diệp Bắc Minh, mày dám giết trưởng lão của Trấn Hồn Tông bọn tao, mấy giọng nói liên tiếp vang lên. Diệp Bắc Minh dường như không nghe thấy, năm móng vuốt của huyết long giáng xuống trực tiếp bóp vỡ cổ của Kim Qua. Mang cái đầu về, ném dưới chân của Diệp Bắc Minh. Giày Warrior giẫm lên cái đầu của Kim Qua, chết không nhắm mắt.
toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Ai có thể ngờ Diệp Bắc Minh lại thắng, mà còn ra tay vặt luôn cái đầu của trưởng lão Kim qua trước mặt mấy trưởng lão của Trấn Hồn Tông. Sở Dĩnh Nhi ở phía xa mở to con mắt, tông chủ bá đạo quá, phong cách làm việc của anh ta sao cứ cảm thấy giống như Diệp Phong. Chẳng lẽ đúng là anh ta? Cơ thể Ngư Thất Tình cứng đờ, lão tổ, thực lực của anh Diệp hình như lại tiến bộ rồi. Đồng tử của lão tổ nhà họ Ngư co lại, nghiêm trọng gật đầu, 148 chiếc xương chí tôn thực sự đã làm thực lực của cậu ta tăng mạnh, nhưng cậu ta có thể tiếp được toàn bộ thách chiến tiếp sau đây mới coi như đứng vững chân. Lúc này, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, đã đồng ý cực thì phải chấp nhận thua, Kim trưởng lão đã thua. Mạng của ông ta là của Diệp Bắc Minh tôi. Mày! Mấy ông lão của Trấn Hồn Tông tức đến á khẩu không nói được gì, đôi mắt người nào cũng như đang nhỏ máu. Còn có ai nghĩ ngờ y thuật của Diệp Mỗ không? Diệp Bắc Minh không nhìn đến đám người Trấn Hồn Tông, chân dẫm lên đầu của Kim qua hỏi. Im lặng như tờ. Không có ai dám tiếp tục thách chiến y thuật của Diệp Bắc Minh. Ngay cả người thiên mạch mà anh cũng có thể chữa được, lại thêm 13 cây kim châm quỷ dị hoàn toàn đánh sập lòng tin của mọi người. Đúng lúc này, một ông lão áo vải đứng ra, y thuật của Diệp Tông Chủ hiếm thấy trên đời, thực sự khiến chúng tôi âm phục khẩu phục. Nhưng lão phu không tin, cậu vừa có y thuật giỏi, mà thuật luyện đan cũng có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Diệp Bắc Minh lướt nhìn người này một cái, ông là ai? Ông lão áo vải khẽ mỉm cười, lão phu Đế Khung, bạn bè trong giới võ đạo coi trọng lão phu, đặt cho lão phu biệt hiệu Cuồng Đan. Cuồng Đan, ông ta chính là Cuồng Đan. Là ông ta ư, vãi, một ông lão trông vô cùng bình thường lại là Cuồng Đan. Toàn hiện trường chấn động. Trưởng lão của các tông môn đều không thể bình tĩnh, người nào cũng tiến lên. Tần bối Cuồng Đan, Thất Tinh Các đã tìm ông mấy ngàn năm, mời ông đến Thất Tinh Các làm khách khanh, chúng tôi bảo đảm đãi ngộ với ông như với tông chủ. Tiền bối Cuồng Đan, gia nhập thần tông chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cho ông đãi ngộ của Thái Thượng trưởng lão. Mấy trưởng lão của Trấn Hồn Tông trực tiếp vây lên, tiền bối Cuồng Đan. Chỉ cần ông đồng ý đến Trấn Hồn Tông, tất cả tài nguyên của tông môn tùy ông sử dụng. Vãi, toàn bộ người có mặt đều ngẩn người. Tài nguyên sử dụng tùy ý, cũng khoa trương quá rồi đấy, chỉ cần Cuồng Đan sử dụng hết tài nguyên cho con cháu đời sau của mình thì làm thế nào, một thanh niên chừng mở to đôi mắt, nghỉ hoặc khó hiểu. Một ông lão bên cạnh cốc mạnh đầu của người này, tiền bối Cuồng Đan một thân một mình, không có con cháu. Hơn nữa ông ta một lòng chỉ muốn luyện đan, làm sao có thể làm chuyện này. Thanh niên này ôm cục xương nhô lên trên đầu. Vậy bọn họ để ý Cuồng Đan thế làm gì? Đôi mắt của ông lão ngưng trọng, đan dược của tiền bối Cuồng Đan có thể khiến người khác đột phá cảnh giới thần tôn. Thậm chí, Cuồng Đan cũng có thể luyện ra đan dược nâng cao thực lực cảnh giới thần hoàng. Thần giới vẫn luôn lưu truyền một câu nói, kẻ có được Cuồng Đan, sẽ có được thiên hạ, bây giờ cậu biết có nghĩa là gì rồi chứ? Ông lão đỏ bừng đôi mắt, cháu còn nói nữa. Nếu những tiền bối cảnh giới thần tôn thần hoàng đó muốn đột phá, thì phải dựa vào đan dược của tiền bối Cuồng Đan. Nếu cháu dám bắt cóc ông ta, chẳng phải là cắt đứt con đường tăng cấp của người khác ư? Đã từng có người làm vậy, nhưng đã bị diệt môn trong một đêm. Người thanh niên hít khí lạnh, suýt, cháu cũng không dám ăn nói bừa bãi nữa. Diệp Bắc Minh cũng không ngờ, anh lại có thể khiến Cuồng Đan xuất hiện. Anh khế động trong lòng, tiền bối Cuồng Đan, Thái Dương Tông có chỗ nào đắc tội với ông? Không có. Cuồng Đan lắc đầu. Một mình tôi đắc tội với ông ư? Cũng không cớ. Cuồng Đan tiếp tục lắc đầu. Vậy thì tại sao, Diệp Bắc Minh cau mày. Cuồng Đan chỉ vào tấm biển phía sau Diệp Bắc Minh, ngoài luyện đan, lão phu không có sở thích gì khác. Tuy lão phu không phải là thiên hạ đệ nhất đan, nhưng ngoại trừ hai vị đó của Điện Thần Hoàng, thì cũng không có ai có thể vượt qua lão phu. Nếu cậu đập tấm biển này, thì lão phu sẽ quay người bỏ đi ngay. Diệp Bắc Minh mỉm cười, nếu tôi không đập thì sao? Đôi mắt Cuồng Đan sầm xuống, một luồng chiến ý ngút trời dâng trào, vậy thì lão phu muốn lĩnh giáo thuật luyện đan của Diệp Tông Chủ. Diệp Tông Chủ nói, bất kỳ đan dược phẩm cấp nào, chỉ cần tự chuẩn bị phương thuốc và nguyên liệu, sẽ thành đan thành công 100% tại chỗ. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng. Cuồng Đan cười lạnh lùng một tiếng, hừ, cuồng ngạo. Lão phu luyện đan mấy vạn năm. Cũng không dám nói thành đan 100%. Diệp Bắc Minh cười, vậy chúng ta thi thử xem. Suýt.
mở đỉnh thái cực, ném cả ba phần dược liệu vào trong đỉnh. Nhìn thấy cảnh này, Cuồng Đan nổi giận, cậu nhóc, cậu đang làm gì vậy? Lão Phu đưa cậu ba tờ phương thức luyện đan, ba loại dược liệu để luyện đan. Cậu muốn bỏ hết chúng vào trong một đỉnh đan, cậu nghĩ luyện đan là rau trộn hả? Xung quanh cũng vang lên các giọng nói, tôi thấy tên nhóc này vốn không biết luyện đan. Ngay cả đạo lý cơ bản cũng không hiểu, trộn lẫn dược liệu của ba loại đan dược với nhau, cuối cùng đỉnh đan này chắc chắn sẽ nổ tan. Ha ha, múa rìu qua mắt thợ, một tên hề. Rất nhiều người đều cười lạnh lùng theo. Diệp Bắc Minh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tiền bối Cuồng Đan, đừng vội. Ai nói với ông, đan dược khác nhau nhất định phải chia ra luyện. Là sư phụ của ông sao? Hừ. Cuồng Đan hừ lạnh lùng một tiếng, tôi xem cậu có thể có trò quỷ gì. Diệp Bắc Minh không giải thích thêm, giơ lòng bàn tay. Lập tức xuất hiện ba ngọn lửa. Ngọn lửa liền bay đến ba phương vị của đỉnh thái cực. Ba ngọn lửa luyện đan, là thao tác gì thế? Ha ha ha, một người không hiểu luyện đan như tôi cũng cảm thấy tên nhóc này đang dở trò ảo thuật. Đùa hả? Ha ha ha. Những người khác cũng đang đợi xem trò cười của Diệp Bắc Minh. Chỉ có vẻ mặt Cuồng Đan biến sắc, đây là. 15 phút sau, mọi người đều không cười nổi. Vì từ trong đỉnh thái cực đã tỏa ra từng làn hương thơm của dược liệu. 15 phút sau, Diệp Bắc Minh khế quát một tiếng, mới. Phập. Đỉnh thái cực ầm ầm mở ra, ba viên đan dược bay vút lên trời, lơ lửng trong không trung. Chín đường vân đan, đế phẩm. Ba loại đan dược, luyện chung một lò. Không hề có lỗi hỏng. Việc này. Vãi mẹ kiếp. Những người vừa nãy chế nhạo đều trố mắt. Diệp Bắc Minh vừa dứt lời, cả hiện trường đầu tiên là yên tĩnh. Liền sau đó. Ha ha ha. Cả hiện trường cười ồ lên. Tông chủ Thái Dương Tông này thật thú vị. Cậu nghĩ thuật luyện đan của mình còn vượt qua cả tiền bối Cuồng Đan sao? Đấu một trận với tiền bối Cuồng Đan, làm sao hắn dám chửi? Cho dù vừa nãy Diệp Bắc Minh dùng một lò luyện thành ba loại đan dược. Khác nhau, cũng không thể nào là đối thủ của Cuồng Đan. Cuồng Đan thản nhiên lắc đầu, cậu thanh niên, vừa nãy lão phu nói cậu có tư cách làm đối thủ của lão phu là cho cậu thể diện. So thuật luyện đan với tôi, cậu, vẫn chưa đủ tư cách. Diệp Bắc Minh cũng không tức giận, khẽ gật đầu, cũng phải, dù sao cũng là Cuồng Đan. Chẳng may thua thật thì cũng mất mặt, tôi hiểu, cậu nói cái gì? Trong đôi mắt Cuồng Đan lóe lên tia lửa giận, được được, cậu đã muốn chết, thì lão phu cho cậu toại nguyện. Cậu muốn so thế nào? Diệp Bắc Minh bình tĩnh lên tiếng, chúng ta thi luyện chế một lò đan dược ngay tại đây. Không có hạn chế, xem đan dược của ai luyện ra có phẩm chất cao nhất. Được. Chân lý đơn giản. Cuồng Đan không hề do dự gật đầu, nếu tôi thua, tôi sẽ gia nhập Thái Dương Tông. Nếu tôi thắng, bắt đầu từ hôm nay cậu không được phép động vào thuật luyện đan. Được. Diệp Bắc Minh vừa trả lời. Nếu ông thua, Chấn Hồn Tông chúng tôi nguyện lấy ra tất cả lợi ích 10 năm sản nghiệp của cả tông môn giao cho Thái Dương Tông. Cuồng Đan nhìn sang Diệp Bắc Minh, nếu tên nhóc này không có ý kiến, lão phu cũng không có ý kiến. Viên trưởng lão khiêu khích nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, cậu dám chấp nhận điều kiện cược của Chấn Hồn Tông chúng tôi không? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ khó xử, như vậy không hay lắm nhỉ? Đây là trận cược của tôi và tiền bối Cuồng Đan. Chín vị sư tỷ thấy vậy, liền che miệng cười thầm. Tiểu sư đệ lại xấu xa rồi. Viên trưởng lão cười đầy thâm ý, làm sao, cậu không dám ư? Xem ra thiên hạ đệ nhất đan này chỉ là hư danh. Diệp Bắc Minh giả bộ nín đỏ mặt, đang định đồng ý. Vương Yên Nhi không hiểu rõ, không nhịn được xông đến, cậu Diệp, đừng hành động theo cảm tính. Tôi biết cậu không nắm chắc phần thắng, đồng ý với ông ta ngược lại sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho cậu. Viên trưởng lão thấy vậy định thêm ngọn lửa, ha ha ha, tôi thấy cậu là không dám đấy. Ai nói tôi không dám? Diệp Bắc Minh đỏ con mắt, tôi đồng ý với điều kiện cược của ông. Á! Lời vừa được nói ra, trong đám đông vang lên tiếng suýt xoa. Lão tổ nhà họ Ngư thở dài một tiếng, ầy, vẫn còn quá trẻ, không chịu nổi đả kích. Ngư Thất Tình lắc đầu, này lại rất phù hợp với tính cách của anh ta, tiếc là. Phía sau đám đông, đôi mắt đẹp của Sở Dĩnh Nhi lóe lên, sao mình cứ cảm thấy anh ta không có ý tốt. Đợi đãi viên trưởng lão định rèn sắt nhân lúc còn nóng.
Diệp Bắc Minh đỏ con mắt, ông còn muốn thế nào? Viên trưởng lão cười, quay đầu nhìn sang người của các tông môn khác, các vị, chẳng lẽ các vị không muốn cược sao? Liền sau đó, một ông lão của Độn Thế Thần Tông tiến lên một bước, Độn Thế Thần Tông cũng nguyện dùng lợi ích 10 năm của tông môn, cược lấy xương chí tôn. Tiếp đó, Cuồng Đan nhẹ nhàng giơ tay, một chiếc đỉnh đan cổ xa xung quanh có chấp điện màu xanh làm vần quanh bay ra từ trong chiếc nhãn chữ vật. Đỉnh Thiên Lôi, vật này lại ở trong tay Cuồng Đan. Nghe nói dùng đỉnh Thiên Lôi luyện đan có thể nâng cao tỷ lệ 3 phần, hơn nữa nếu có đan dược hàng đầu xuất thế còn có Thiên Lôi cuồn cuộn đi theo. Nên đỉnh Thiên Lôi được đặt tên theo đó. Một vài võ giả đỏ bừng khuôn mặt, xem ra tiền bối Cuồng Đan thắng chắc rồi. Cuồng Đan cũng mặc kệ những lời bàn tán của mọi người. Một lúc lấy ra mấy chục loại dược liệu, hai tay không ngừng vung múa trong không trung. Xử lý hoàn tất số dược liệu này trong phút chốc, một lúc ném hết toàn bộ vào trong đỉnh Thiên Lôi. Trong tích tắc, âm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng sét đánh kinh thiên, chớp điện phá vỡ bầu trời. Vừa bắt đầu đã có dị tượng xảy ra, tuyệt đối là một lò đan dược hàng. Có thể tận mắt nhìn thấy Cuồng Đan luyện đạn, không uổng đời này. Những người xung quanh bàn tán. Viên trưởng lão kích động vung chân múa tay, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, tôi xem cậu chết thế nào. Trên mặt của người Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ đều nở nụ cười. Lại nhìn Diệp Bắc Minh từ từ xử lý dược liệu trong tay. Trong đỉnh Thiên Lôi đã tỏa ra hương thơm thoang thoảng, bầu trời không ngừng có sấm sét chớp lóe. Bên này Diệp Bắc Minh vừa xử lý xong dược liệu, ném vào trong đỉnh Thái Cực. Một canh giờ sau, đôi mắt của Cuồng Đan nghiêm lại, mở cho tôi. Phập, một tiếng vang trầm bức. Rất nhiều người đỏ con mắt, nhìn chằm chằm đan dược trong tay Cuồng Đan. Khuôn mặt Vương Yên Nhi lập tức trắng bệch như tuyết, xong rồi. Lão tổ nhà họ Ngư, Ngư Thất Tình lướt nhìn đỉnh đan của Diệp Bắc Minh một cái. Gần như cùng lắc đầu. Xem ra không thể nào có kỳ tích xuất hiện. Sở Dĩnh Nhi cao mày, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều lúc này. Đôi mắt của Cuồng Đan nghiêm lại nhìn sang Diệp Bắc Minh, cậu thanh niên, cậu thua rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên cư, phập. Một tiếng vang trầm bức, đỉnh Thái Cực ầm ầm mở rét không hề có dị tượng, cũng không hề có thay đổi. Diệp Bắc Minh giơ tay lên tóm, một viên đan dược đen xì từ từ bay ra, lơ lửng trên không trung. Mọi người sững sời. Sau đó, ha ha ha, cả hội trường cười ồ lên. Viên trưởng lão cũng không đứng thẳng lưng nổi, Diệp Bắc Minh. Cậu, ha ha ha, ụ, cậu đúng là muốn tôi cười chết hải. Viên đan dược này không hề có hương thơm, đen xì xì thì cũng thôi đi, bên trên lại còn chẳng có một đường vân đan nào. Sốt của cậu đang giả bộ thâm trầm gì chứ? Làm sao cậu so được với tiền bối Cuồng Đan? Hả? Cuồng Đan cũng tỏ vẻ mặt thất vọng. Lắc đầu, vậy mà tôi lại rất nghiêm túc, thôi vậy. Quay người bỏ đi. Viên trưởng lão quát lớn một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu còn đợi cái gì? Mau giao xương chí tôn ran. Những người này có mắt không tròng thì cũng thôi đi, không ngờ ông được. Gọi là Cuồng Đan, lại cũng không có kiến thức, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Cuồng Đan dừng bước chân, cậu nói gì? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, chẳng thèm giải thích. Lúc này Cuồng Đan mới nhìn lại viên đan dược màu đen mà Diệp Bắc Minh luyện chế. Đột nhiên, đồng tử của Cuồng Đan co lại, chẳng lẽ, xoạt, tàn ảnh vụt lên, lập tức xuất hiện trước viên đan dược đen xỉ đó. Chỉ là nhìn một cái, cơ thể không nhịn được run lên. Tiền bối Cuồng Đan làm sao vậy? Mọi người cũng không thấy không đúng. Liền sau đó, thụp, đan mạc là gì? Rất nhiều người ở đó đều ngẩn người. Chỉ có số ít người mặt biến mắc, kinh hãi kêu ra tiếng, tiền bối Cuồng Đan, ông nói thật chứ. Đan mạc, viên đan dược đen xì xì mà tên nhóc này luyện ra lại là đan mạc trong truyền thuyết ư. Cuồng Đan gật đầu với sắc mặt ngưng trọng, đúng thế. Tiền bối, rốt cuộc đan mạc là gì, một số người không nhịn được hỏi. Một ông lão trong đám đông tỏ ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chằm viên đan dược màu đen mà Diệp Bắc Minh luyện ra, đan mạc chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền chỉ có nhân tài có đạo luyện đạn đạt đến đỉnh phong mới có thể ngưng tụ ra đan mạc. Là thuốc 3 phần độc, còn đan mạc là độc tố trong đan dược. Đồng thời, đan dược bắt đầu từ khoảnh khắc luyện chế, công hiệu không ngừng giảm bớt.
hương thơm tỏa ra từ trong đan dược thực ra là công hiệu từ từ giảm xuống. Còn đan mạc vừa hay hàm chứa toàn bộ công hiệu trong đan dược, lúc cần sử dụng, thì xé lớp màng đan ra là được. Chẳng trách lúc Diệp Tông chủ luyện đan, không có hương thơm tỏa ra, thì ra là có đan mạc. Nói xong, ông lão cũng thay đổi xưng hô, gọi Diệp Bắc Minh là Diệp Tông chủ. Trong ánh mắt tràn đầy ý kính sợ, Ngư Thất Tình mở to đôi mắt, lão tổ, ông ta nói có thật không? Lão tổ nhà họ Ngư ngưng trọng gật đầu, đúng thế. Còn có một điều mà ông ta chưa nói ra. Sở dĩ một vài tông môn sa sút, phần lớn nguyên nhân là vì không có thầy luyện đan hàng đầu. Cho dù tổ tiên có thầy luyện đan hàng đầu, đan dược luyện chế ra vì không có đan mạc cũng không thể bảo quản được lâu dài. Thời gian lâu rồi, công hiệu của đan dược cũng mất. Nếu có đan mạc thì khác rồi. Đan dược có thể được bảo quản 100.000 năm, 1 triệu năm, thậm chí là 10 triệu năm. Nếu lúc này giữ lại đan dược đột phá cảnh giới thần tôn, cảnh giới thần hoàng, thì chẳng phải có thể khiến một gia tộc không ngừng sản sinh ra thần tôn, thần hoàng sao? Tiền bối, tôi có thể lột lớp màng đan xem thử không? Xin cậu đấy, cuồng đan quỳ dưới đất, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ khao khát. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, viên đan dược này vốn là chuẩn bị cho ông. Chuẩn bị cho tôi. Cuồng đan nghi hoặc, bốc lấy viên đan dược màu đen. Lột ra lớp màng đan giống như chí bảo. Vùi. Một luồng dược lực cực kỳ cường mạnh ập đến. Dưới đan mạc lại là một viên đan dược trong suốt như thủy tinh. Chất lỏng. Dưới đan mạc lại là chất lỏng. Cuồng đan ngẩn người, sau đó hiểu ra, tôi hiểu rồi. Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Đây là tất cả tinh hoa của dược liệu, chất lỏng dễ được hấp thụ nhất, tiến vào xương cốt chân tay với tốc độ nhanh nhất. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Cuồng đan vui mừng khâm phục. Diệp tiền bối, làm sao cậu làm được việc này? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, ông muốn học không? Tôi dạy ông. Sư phụ. Cuồng đan quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, sư phụ trên cao, nhận của đồ nhi một lạy. Vãi. Cuồng đan bái sư. Mẹ kiếp. Đồng tử của tất cả võ giả có mặt đều chấn động, trái tim như sắp nhảy ra. Mẹ nhà nó. Đù, đù, đù má. Cảnh tượng này quả thực còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả việc cuồng đan bái Diệp Bắc Minh làm vi sư ngay trước mặt mọi người. Cảnh giới thần tôn đỉnh phong có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng dễ như trở bàn tay như thế, viên đan dược vừa rồi rốt cuộc có cấp bậc gì? Viên trưởng lão hoàn toàn sợ đến ngây người, há to miệng. Đám người độn thế thần tông, thất tinh các, thần cung lục đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ suýt chút nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài. Lão tổ. Ngư Thất Tình sụp đổ, ngài nhìn thấy chưa? Ngài dự đoán sai rồi. Lão tổ nhà họ Ngư ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm là lão tổ tính sai rồi. Sai một bước, thua cả bàn cời. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Dương Tông hoàn toàn đứng vững chân. Một lát sau, Cuồng Đan ổn định cảnh giới. Ông ta nhìn xung quanh mọi người tại đây, từ ngày hôm nay, Cuồng Đan Đế. Không tôi chính là đệ tử của tông chủ Thái Dương Tông Diệp Bắc Minh. Ai đối địch với Thái Dương Tông chính là kẻ địch của cuồng đan tôi. Leng keng hữu lực. Nói năng mạnh mẽ. Một cuồng đan cảnh giới thần hoàng. Còn có một tông chủ tam tuyệt sâu không lường được, hiểu biết võ đạo, y thuật, đan đạo. Nếu còn muốn đối đầu với Thái Dương Tông, phải tự ước lượng bản thân trước. Diệp Bắc Minh bình tĩnh mỉm cười, còn có ai muốn đối địch với tôi không? Yên lặng như tời. Đám người viên trưởng lão nhìn nhau, chúng ta đi. Chờ một chút, Diệp Bắc Minh bỗng nói. Đám người viên trưởng lão dừng lại, Diệp Tông Chủ, cậu còn muốn như thế nào nữa? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, ông đừng quên tiền đặt cược vừa nấy, lợi nhuận 10 năm của tông môn các vị nhớ đưa đến Thái Dương Tông trong vòng 3 ngày. Ngư Thất Tình và lão tổ nhà họ Ngư đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lão tổ, làm sao bây giờ? Ngư Thất Tình dùng ánh mắt phức tạp nhìn cửa chính của Y Tông Đệ Nhất Thiên Hạ và Đan Tông Đệ Nhất Thiên Hạ. Lão tổ nhà họ Ngư yên lặng, hít sâu một hơi, Thất Tình, vì tương lai của nhà họ Ngư. Hạ thấp tư thái, đi cầu xin cậu Diệp đi. Nói không chừng cậu Diệp sẽ xem ở tình cảm những ngày qua, cho nhà họ Ngư chút trợ giúp. Dù chỉ là một chút thôi, cũng đã đủ với nhà họ Ngư rồi. Ngư Thất Tình khẽ cắn cắn môi đỏ, được, để con đi thử xem. Đám người viên trưởng lão chật vật rời khỏi thành phố thần. Vừa dừng lại, một lão già của nhà họ Kỷ không nhịn được mà mở miệng,
Viên trưởng lão, ông xem ông làm ra chuyện này là sao? Lợi nhuận 10 năm của toàn bộ nhà họ Kỷ đấy. Không lẽ thật sự chắp tay đưa cho thằng này? Lợi nhuận 10 năm là một lượng tài phú dầu nứt đố đổ vách. Viên trưởng lão ông không phải truyền âm nói cho chúng tôi là chắc chắn sẽ thắng sao? Viên trưởng lão, ông nói xem, hiện tại việc này phải làm sao? Tôi biết của cải của Trấn Hồn Tông giàu có, nhưng chúng tôi không thể nào so sánh được với Trấn Hồn Tông. Mấy người Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn nhao nhao mở miệng theo. Bọn họ đại diện cho thế lực của mình tới. Hiện tại thua lợi nhuận 10 năm, trở về bọn họ khó mà xóa được tội lỗi. Viên trưởng lão cười lạnh, hừ, ai nói chúng ta thua? Hả? Tất cả đều nhìn chằm chằm viên trưởng lão. Chỉ nghe ông ta chậm rãi mở miệng, rõ ràng là Cuồng Đan và Diệp Bắc Minh bắt tay nhau gian lận. Các ông cũng không nghĩ lại, với trình độ luyện đan của Cuồng Đan, sao có thể thua dưới tay Diệp Bắc Minh? Chắc chắn là hai kẻ đó đã bắt tay nhau, cố ý bẫy chúng ta. Ánh mắt bọn họ sáng lên, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Cuồng Đan đáng chết, thế mà bắt tay với Diệp Bắc Minh lừa gạt chúng ta. Viên trưởng lão lộ ra nụ cười hài lòng, tất cả đều là người thông minh, chỉ cần trở về giải thích như vậy thì sẽ không bị trách tội. Một lão già của nhà họ Vạn nhíu mày, nhưng mà... dù thế nào chúng ta cũng thua trước mặt bao người. Người thứ 69. Ngư Thất Tình cuối cùng cũng đổi đến vị trí gần trước, sắp đến mình rồi. Chỉ cần mình có thể giành được vị trí trước 100, cậu Diệp nhất định sẽ giúp mình một lần. Đến lúc xếp hàng, lão tổ nhà họ Ngư cho Ngư Thất Tình một đan phương. Cùng một chiếc nhẫn chứa vật đựng trên 100 loại dược liệu. Đan phương này do tổ tiên nhà họ Ngư giành được trong một di tích, trên đó ghi lại một loại đan dược tên là Phá Linh Đan. Theo đan phương giải thích, chỉ cần uống vào Phá Linh Đan, nhất định có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng. Vô số năm qua, nhà họ Ngư đã sớm không tiếc bất cứ giá nào, thu thập toàn bộ dược liệu trên đan phương. Đáng tiếc tất cả 10 người có danh tiếng lẫy lừng trong giới đan đạo mà nhà họ Ngư tìm đến đều thất bại. Không một ai ngoại lệ. Thậm chí một vị tiền bối đức cao vọng trọng còn trào phúng, Phá Linh Đan hoàn toàn là lừa người khác, không thể nào thành công. Lão tổ nhà họ Ngư vốn đã quên chuyện này, hôm nay nhìn thấy thực lực luyện đan kinh khủng của Diệp Bắc Minh mới nghĩ đến việc thử một lần nữa. Người thứ 981. Ngư Thất Tình nhìn về phía trước, tổng cộng còn 2 người. Cô ta xếp hàng ở vị trí thứ 101. Đột nhiên, thanh niên trước mặt quay đầu, nở nụ cười, tôi đã thấy hết hành động vừa rồi của gia chủ nhà họ Ngư, cô bỏ ra cái giá rất lớn, cuối cùng cũng giành được vị trí thứ 1011. Nhưng Diệp Tông Chủ từng nói, hôm nay chỉ tiếp đãi người từ 100 trở về trước. Chỉ cần nhà họ Ngư đồng ý cho tôi 3 thần khí, tôi sẽ đổi chỗ cho cô, thế nào hả? Ngư Thất Tình khinh thường cười một tiếng, nằm mơ. Thanh niên nhướng mày, gia chủ nhà họ Ngư, tôi không hề đùa giỡn với cô, tôi nghiêm túc. Ngư Thất Tình vẫn khinh thường, tôi cũng nghiêm túc. Một lão già trước mặt thanh niên tiến lên trước, bí mật truyền âm vài câu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, quỷ môn thập tam châm bay ra, chui vào trong cơ thể lão già. Thân thể của lão già run lên, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Diệp Bắc Minh nhanh chóng viết xuống phương thuốc, bốc thuốc theo dược liệu trên này, dù có là một đại phu bình thường cũng có thể giải quyết vấn đề của ông. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Lão già mang ơn đội nghĩa rời đi. Người thứ 100. Thanh niên quay đầu nhìn Ngư Thất Tình lần cuối, nhà họ Ngư, cô chắc chắn không suy xét lại. Ngư Thất Tình quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh, tự tin đáp, không cần. Được. Thanh niên tiến lên, lấy ra một đan phương giao cho Diệp Bắc Minh. Lại lấy ra dược liệu sớm đã chuẩn bị sẵn. Sau nửa giờ, Diệp Bắc Minh giao đan dược đã luyện chế xong cho thanh niên. Thành, thế mà thật sự thành công. Ngài chính là bố mẹ tái sinh của Bạch Như Long tôi, thanh niên quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu mấy cái, cất kỹ đan dược như nhặt được chí bảo. Diệp Bắc Minh gật gật đầu. Anh đứng lên, chậm rãi vươn vai, chư vị, tôi đã hoàn thành việc tiếp đón 100 khách hàng. Diệp Mỗ đã không chợp mắt suốt 3 ngày 3 đêm, xin phép đi xuống nghỉ ngơi trước. Nếu mọi người vẫn đăng ký được tại chỗ của sư tỷ tôi, một vài vấn đề thường thấy, 9 vị sư tỷ của tôi có thể giải quyết. Những người tu võ còn đang xếp hàng dù rất thất vọng, nhưng không dám nói thêm cái gì.
Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình dường như không hề nhìn thấy Ngư Thất Tình. Nhưng rõ ràng Ngư Thất Tình đứng ngay trước mặt anh. Hai người cách nhau chưa đến 10 mét. Ngư Thất Tình nóng vội, thốt ra, câu Diệp, chờ chút đãi. Người tu võ khác chuẩn bị rời đi sôi nổi dừng bước chân. Tình huống gì vậy? Không biết nữa, hình như có chuyện cũ. Nhìn kỹ hãng nói. Vô số đôi mắt nhìn qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.